Hơn nửa tháng nay, trước cửa trung tâm thương mại Sen City Cần Thơ xuất hiện quầy thực phẩm không đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Đây là mô hình do Đoàn Thanh niên Trung tâm Thương mại Sen City Cần Thơ tổ chức thực hiện với đầy đủ thực phẩm thiết yếu như rau xanh, củ, quả, gạo. Người dân có nhu cầu có thể lấy 1 kg gạo cùng rau, củ, quả. Chương trình này được sự đồng hành của các mạnh thường quân phát tác cho người dân trong cái thời gian giãn cách của họ. Rất mong là hỗ trợ được cho tất cả các mọi người để mình cùng nhau vượt qua. Tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, người dân thuộc hộ nghèo, khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đều được phát phiếu nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo. Phiếu chia làm hai loại theo ngày, chẵn và lẻ. Bà con đến lấy gạo theo ngày được phát rồi nhận phiếu mới cho lần sau. Nhờ vậy, hoạt động của cây ATM gạo không bị quá tải và tập trung đông người. Đảm bảo lương thực cho bà con, mặc dù là cái phần gạo nó không nhiều. Mỗi một ngày là 2 kg thôi, nhưng mà chúng tôi cố gắng làm sao vận động bà con trong địa bàn mình để hỗ trợ cho bà con kịp thời. Trải qua cái thời gian giãn cách xã hội này được có một cái cuộc sống an lành, rồi không ai bị bỏ lại phía sau. Các địa bàn khác của thành phố Cần Thơ cũng có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân khó khăn, tiêu biểu như phường An Hòa, quận Ninh Kiều, bà con được mang chợ đến tận nhà. Trong những ngày giãn cách, phường tổ chức cho các đoàn đến thăm và tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi phần quà gồm có gạo, mì, nhu yếu phẩm, rau xanh và thịt cá. Cảnh rất khó khăn, đỡ ai nhận được có mặt trong quân là thứ ba đã giúp cho rất hạnh phúc. Các xã hội, gia đình cũng rất khó khăn, mua bán cũng không được gì. Nhờ siêu thị này cũng có cho một hai hộp gạo với rau củ quả về cũng sống qua ngày. Bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú, với tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm cùng các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể đang nỗ lực san sẻ khó khăn, trao yêu thương đến người dân trong những ngày giãn cách, nhân lên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình của người Tây Đô trong giai đoạn khó khăn này.